Chào cả nhà, lại là Viết Việt Nhớ đây. Hôm nay mời cả nhà cùng ngồi viết thực hiện món đậu phộng đường với em nha. Món này dùng để làm món ăn vặt khi bụng bị nẹt, hoặc là dùng để nhâm nhi trên bàn nhậu cũng rất là ngon á. Nhà chuẩn bị cho em 500g muối bọt. Chúng ta sẽ bỏ vào chảo, xào sơ để làm cho ráo muối hơn. Sau đó cho thêm 1 kg đậu phộng vào, cứ thế mà đảo đến khi đậu phộng vàng. Cái cách này á sẽ làm cho đậu phộng á nó đã được lâu hơn, bởi vì cái chất dầu tiết ra nó sẽ thấm vào muối. Bên cạnh đó là cái hạt đậu phộng của mình nó sẽ được vàng đều, không có bị lỏng chỏm cái đốm đen giống như là chúng ta gan không có muối. Cái mẹo này mình được một cái người gì á chỉ lại cho mình. Hôm nay mình chia sẻ cùng với cả cách rang này á, nó làm cho cái hạt đậu phộng mình nó giòn khấu ngon lắm, chứ nó không có giống như là bình thường mình rang không có muối á. Mình mỗi mẹ 1 kg á thì mình sẽ rang với lửa vừa, tầm khoảng từ 13 đến 15 phút. Nếu như một mẹ chúng ta rang nhiều hơn thì cứ cộng thêm vài phút, rồi chúng ta thử canh với cái bếp của nhà mình. Sau đó những cái mẻ sơ cứ hẹn giờ á là cái độ giòn của nó 10 mẻ như một luôn. Cả nhà có để ý á là cái hạt của mình nó vàng ở trong ruột luôn á, nhưng mà cái vỏ ở ngoài nó không có bị khét đen như bình thường ha. Và cái muối lúc này nó đang ngả màu đen, như vậy là đậu phộng của mình đạt rồi đó. Thì cả nhà bỏ qua gỗ, gây bỏ hết cái muối ha. Đối với 1 kg đậu ban đầu á, cả nhà chuẩn bị cho em 300g đường, 2 muỗng cà phê muối. Ở đây em làm nửa công nước nè, cho nên là ở đây có sẵn 150g đường, một xíu nước và một muỗng lưng cà phê muối. Sau đó em cứ như thế mà quậy đến khi nào mà đường á nó xe lại và nó có cái độ nhỏ giọt chậm kéo dài và chưa có bị cháy vàng á, là lúc đó đường của mình đạt rồi đó cả nhà. Nếu mà lúc này á mà mình làm lửa lớn quá để cho cái vàng của mình nó bị hơi ngả màu vàng á, là lúc đó mình sẽ không có làm kết tinh trắng được. Cái kiểu giống như là làm bánh kem á, có hai loại đường, một loại đường kết tinh trắng, một cái loại đường nhúng mè vàng á. Thì nếu như chưa quen á thì cả nhà nên nhận lửa nhỏ nhất có thể ha, để không thôi là không có chữa cháy được đâu nè. Và phải thường xuyên kiểm tra cái độ nhỏ giọt của đường ha. Cái độ này gần đạt rồi nè, tuy nhiên là nó còn chảy nhỏ giọt hơi dài và hơi nhanh, xíu xíu nữa là được á. Nhà thấy cái giọt đường của mình nó tròn nặng, cái độ nhỏ giọt chậm, như vậy là được rồi đó. Lúc này tắt lửa nha cả nhà, sau đó mình đổ nhanh hết đậu vào và cứ thế đảo liên tục đến khi cảm thấy đường kết tinh trắng. Này mình đảo liên tục không có được ngưng tay nè, cả nhà có thể đảo ở dưới cái hướng quạt á để cho nó mau hơn. Đường bắt đầu nó sẽ khô dần và kéo chỉ, sau đó là sẽ có một cái lớp đường trắng kết tinh áo ngoài hạt đậu của mình. Lúc này á mình đảo thêm một xíu nữa để cho tránh cái hạt đậu nó dính lại với nhau á, nó sẽ không có ngon bằng mỗi một cái hạt đậu nó có một lớp đường rời với nhau. Với cái tỷ lệ này á thì cái hạt đậu của mình nó không có quá ngọt, lại thêm có cái vị mặn nhẹ làm cho mình ăn không có ngán. Và ta-da, đây là kết quả. Chúc cả nhà thành công. Bye bye và hẹn gặp lại.